Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay bà con sẽ thắc mắc là sao chỉ có mình Ngọc Như dẫn chương trình thôi. Dân thưa bà con, ban biên tập của chúng tôi có tổng hợp thông tin mô hình trồng khoai lùng đời khá là cao để giúp cho bà con tìm hiểu thêm về thị trường đầu ra của loại củ này. Bạn dẫn của tôi là anh Minh Thiện vừa ra chợ Vị Thanh để rảo một vòng xem có mua được hay không. Và một chút nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại thông tin này. Còn bây giờ thì tôi sẽ thông tin nhanh về thị trường lúa gạo. Bà con trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đang gặt và sắp vào vụ đông can, ai cũng quan tâm đến giá lúa gạo hết trơn á. Và bà con hãy theo dõi thông tin ngay sau đây ạ. Người dân đồng bằng sông Cửu Long đang rất phấn khởi khi vụ lúa đông xuân bán được giá và cao hơn trung bình nhiều năm. Theo một hộ dân ở tỉnh Vĩnh Long vừa thu hoạch xong 10 công lúa xạ giống OM5451, theo đúng với lịch thời vụ khuyến cáo của địa phương là mùng 10 tháng 10 âm lịch năm 2020, khi đến ngày cắt, thương lái đến tận ruộng mua với giá 7.000 đồng một ký. Theo tính toán, mỗi công bà con sẽ lời 2 triệu đồng, cao hơn nhiều so với năm ngoái. Bà con rất là phấn khởi cho vụ mùa này. Đây là tín hiệu vui đầu năm mới đối với người nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long khi đang bước vào thu hoạch chính vụ. Theo ghi nhận, giá lúa đang được thương lái thu mua từ 6.500 đến 7.500 đồng một ký tùy vào từng giống. Tính ra, một hecta người dân lời từ 25 triệu cho đến 30 triệu đồng. Đối với những trà lúa đặc sản lời lên đến 40 triệu đồng. Năm nay năng suất cũng khá cao, từ 7 tấn cho đến 7 tấn rưỡi một hecta, có những nơi gần 8 tấn. Theo ngành chuyên môn, người dân đã thay đổi tập quán canh tác, tập trung vào những giống lúa chất lượng cao để phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Giá gạo trong suốt thời gian qua giữ vững ở mức cao, có lợi cho người trồng lúa. Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết là gạo Việt đang chiếm ưu thế ở thị trường cấp trung và cao cấp so với các nước trong khu vực. Để có được thành quả này, không chỉ về nguồn giống mà sự liên kết chặt chẽ giữa người dân, doanh nghiệp, tạo ra những vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn sang các thị trường. Và để những vụ lúa tiếp theo, vụ hè thu, tiếp tục sẽ trúng mùa được giá, thì bà con hãy tuân thủ lịch gieo xạ. Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đã thông báo lịch xuống giống trên địa bàn tỉnh như sau. Đợt 1 từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021 nhằm ngày 16 cho đến ngày 23 tháng 2 âm lịch. Đợt 2 từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2021 nhằm ngày 17 đến ngày 24 tháng 3 âm lịch. Đợt 3 xuống giống khi mùa mưa bắt đầu đối với các xã bị ảnh hưởng của mặn xâm nhập như huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy. Các giống lúa chủ lực sử dụng một số giống có khả năng chống chịu mặn như OM5451, OM6976, OM2517, OM4900, ST24. Các giống lúa bổ sung OM18, RVT, Đài Thơm 8. Riêng các giống chất lượng thấp như IR50404, OM576, Hầm Trâu không gieo xạ vượt quá 20% diện tích sản xuất của địa phương để tránh tình trạng khó khăn trong khâu tiêu thụ. Mấy ngày nay, do các ruộng thu hoạch lúa đông xuân khiến cho rầy nâu di trú sang các ruộng chưa cắt, nhất là các trà đang trổ, bà con cần phải theo dõi sát sao ruộng lúa thời điểm này. Khi gieo xạ vụ mới thì nên theo lịch cụ thể của ngành nông nghiệp địa phương đã đưa ra. Thưa bà con, giờ này thì bạn dẫn của tôi cũng chắc sắp về rồi, chúng ta hãy chờ đợi thông tin từ anh Minh Thiện ạ. Dạ, con chào cô. Cái củ lùng của mình bữa nay là con thấy bự quá nè, cái này giá làm sao hả cô? Giá 40 ngàn ký. Dạ, 40 ngàn là giá này là có trên lệch cao thấp gì nhiều so với mấy ngày trước không cô? Không, cái này cô bán cũng có giá thôi. Dạ, là bữa nay là còn nhiêu đây nữa là hết rồi ha. Cái nguồn hàng này là cô lấy từ đâu hả cô? Cô lấy từ ở Vĩnh Thuận, người ta chở về đây. Một ngày là cô bán được khoảng nhiêu ký? Cô bán ngày có mười mấy 20 ký à. Dạ, rồi cô cân cho con 1 ký nha. Dạ. Còn cảm ơn cô, con chúc cô mua may bán đắt nha. Chúc cháu bằng ăn bắt đạt nha. Dạ, con chào cô. Dạ. Chào chị Ngọc Như. Dạ, kính chào quý khán giả. Hôm nay thì tôi có mua về một ít khoai lùng. Khoai này thì rất là nhiều người yêu thích đó nha. Nhìn ngon quá anh Minh Thiện. Nãy giờ thì bà con của mình cũng đang đợi thông tin từ anh về thị trường khoai lùng đó. Anh có thể thông tin cụ thể cho bà con đi.
Khoai lùng hay còn gọi là củ lùng thì nó có mùi thơm nè, vị ngọt mà đặc biệt là ăn nó lại bùi, nhưng lại không có như khoai tây hay là khoai lang mà nó lại giòn sực sực, ăn không có ngán. Và nhiều người thì cũng rất là thích khoai lùng cho nên là bán khá là chạy. Tuy vậy thì người bán cũng không có nhiều, bởi đây là loại cây trồng phụ để kiếm thêm thu nhập sau khi thu hoạch lúa. Hiện nay thì nhà vườn ở các xã Trường Long A, Nhân Nghĩa A, Tân Hòa, Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang thì trồng nhiều. Bà con rất là vui bởi vì hiện tại bán được giá cao và lợi rất khá. Bà con cho rằng khoai lùng là loại củ trồng coi như để ăn chơi của người nông dân, nhưng giá trị kinh tế của giống khoai này cũng không nhỏ. Khoai lùng mỗi năm chỉ trồng được một vụ, hiện tại thương lái vào tận rẫy mua củ tươi giá từ 20 đến 25 ngàn đồng một ký. Nếu luộc chín bán thì đến 40 đến 50 ngàn đồng một ký. Tính ra mỗi công nếu đạt sản lượng từ 2 tấn đến 2 tấn rưỡi thì sau khi trừ đi chi phí, người trồng còn lời hơn 20 triệu đồng. Thời gian trồng kéo dài ít nhất từ 6 đến 7 tháng và đặc điểm của khoai lùng là không phải loại đất nào cũng trồng được. Chúng chỉ thích nghi ở những giống đất có pha cát hay là đất gò cao. Củ lùng được trồng nhiều nhất ở các tỉnh miền Tây như là Long An, Sóc Trăng. Những năm gần đây, tỉnh Hậu Giang cũng có nhiều bà con trồng giống khoai này. Theo tôi á, Minh Thiện, dù là một cái loại nông sản có thu nhập phụ thôi, nhưng mà khi mà bà con biết linh hoạt á, thì nó trở thành sẽ mô hình chính bình thường. Bây giờ thì chỉ cần nông sản đó có đầu ra ổn định thì mô hình phụ cũng sẽ trở thành mô hình cho thu nhập chính cho bà con như thường, thưa bà con. Đúng là như vậy. Và có một mô hình chăn nuôi theo hình thức bỏ ống của nông dân lâu nay đó là việc nuôi heo. Do thời gian qua thì tình hình dịch tả heo châu Phi nên các hộ nuôi nhỏ lẻ cũng đã bỏ chuồng, bà con ngán ngại tái đàn. Nhưng mà hiện nay giá heo hơi tăng cao cho nên là người dân ở tỉnh Hậu Giang nói riêng và ở các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung cũng đã mua giống về nuôi với sự giám sát dịch bệnh từ ngành thú y địa phương. Hiện tổng đàn heo ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là hơn 15.300 con, đạt gần 70% kế hoạch năm nay. Số lượng đàn heo tăng do người nuôi tái đàn nhiều, vì giá heo hơi khoảng 80 ngàn đồng một ký. Hiện nay dịch tả heo châu Phi được ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho việc chăn nuôi. Công tác quản lý giám sát chăn nuôi heo của người dân hiện được ngành chuyên môn quan tâm. Trước khi tái đàn, hộ chăn nuôi phải báo cho địa phương, sau đó cán bộ thú y xuống xác minh điều kiện tái đàn cũng như đưa ra nhiều khuyến cáo. Điều quan trọng nhất là phải chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học, chọn con giống khỏe mạnh, rõ nguồn gốc, điều kiện vệ sinh chuồng trại để mang lại hiệu quả trong chăn nuôi. Tùy điều kiện mỗi nơi, bà con sẽ chọn mô hình sản xuất phù hợp. Chị Ngọc Như chắc là cũng nhớ tới con gà sao đúng không? Đây là loài vật có tiếng kêu nghe rất là lớn và mô hình nuôi gà sao thì cũng mới nổi trong thời gian gần đây thôi. Chào bà con ở tỉnh Hậu Giang, các huyện thị ở Minh Thiện, hiện nay nuôi giống gà này rất là nhiều. Và giống gà này có nguồn gốc từ châu Phi. Bây giờ thì mời bà con cùng xem và tìm hiểu ngay sau đây những cái thông tin về giống gà này. Đến ấp Tư, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, hỏi anh Lê Quốc Hưng hay còn gọi là anh Út Hưng thì ai cũng biết anh nhờ nuôi gà sao mà dựng lên khá giả. Năm 2019 anh nuôi 600 con, hiện giờ thì cả ngàn con. Qua nhiều lần thất bại rồi cũng thành công nhờ kiên trì. Hiện nay mỗi năm anh xuất chuồng chia ra thành 4 đợt bán khoảng 10.000 con một năm. Giá thịt gà ngon nên hút hàng bán chạy. Thương lái hợp đồng đặt mua bao chuồng với giá 100.000 đồng một con từ 800 gram tới 1 ký. Tính ra sau khi trừ đi chi phí là gần 500 triệu đồng một năm. Nhờ giống gà dễ nuôi, mau thu hoạch, lời khá, nên những năm gần đây cuộc sống gia đình anh cũng khá giả hơn. Gà sao hay còn gọi là gà trĩ, trĩ sao là loại thuộc họ gà phi, rất dễ nuôi. Khi gà ở một ngày tuổi có bộ lông màu cánh sẻ, có những đường kẻ sọc chạy dài từ đầu cho đến cuối thân. Mỏ và chân gà màu hồng, chân có 4 ngón, không cựa và có 2 hàng dãy. Giai đoạn trưởng thành lông màu xám đen. Gà mái đẻ từ 20 đến 30 trứng một lứa và làm ổ đẻ trên mặt đất. Gà sao có tính bầy đàn cao, rất nhạy cảm với những tiếng động như mưa gió, sấm chớp, tiếng cành cây gãy, tiếng rơi vỡ của đồ vật. Giống gà này sợ bóng tối, gà này nuôi cũng dễ như các giống gà khác. Cần có chuồng trại thoáng mát và có sân để vận động. Hiện nay mô hình nuôi gà sao là mô hình mới hiệu quả, có thể nhân rộng trong thời gian tới tại các địa phương đa dạng hóa vật nuôi, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình kinh tế trang trại vừa và nhỏ, có triển vọng tăng thu nhập cho bà con. Bà con và quý khán giả hãy giữ kênh để cùng Kinh tế Nông nghiệp trải nghiệm và khám phá nét đẹp miệt Tây ngay sau đây.
Chị Huỳnh Như quê ở Cà Mau chắc là cũng biết đến đặc sản con chim chép mà đúng không? Đương nhiên là biết chứ, ở Cà Mau thì chim chép cũng là một loại đặc sản luôn. Nó có nhiều nhất ở vùng đất bãi bồi Dam Đầm của tỉnh Cà Mau. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Nhưng mà trong thực tế thì loại rau này đang là một mô hình làm kinh tế nhỏ, giúp cho bà con vui vì có thêm thu nhập. Đặc biệt mỗi thứ bảy hàng tuần là đố vui nhà nông, kết nối thông tin, thử thách kiến thức và nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Kinh tế nông nghiệp 5 giờ 45 phút mỗi ngày trên truyền hình Hậu Giang. Thưa bà con, ở miền Tây có sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên việc trồng lúa, cây ăn trái rất là trúng mùa do phù sa bồi lắng. Sản lượng cá tôm vì vậy mà cũng đầy ắp. Địa lý thổ nhưỡng đã tạo nên nét văn hóa sinh hoạt sản xuất đặc thù hiếm nơi nào có được. Những công việc tắt mương, chài lưới, giăng câu đã trở nên rất là quen thuộc với người dân nơi đây rồi. Nhưng mà lại khá là lạ lẫm cho những du khách ở phương xa tới, nó tạo nên sự thú vị. Những ai mà đã từng tắt đìa bắt cá thì sẽ khó mà quên được cái không gian sinh hoạt đặc sắc này. Và cá thì được nuôi ở trong những cái ao mương ở trong vườn ở Minh Thiện. Và tùy loại cá mà có thời gian nuôi khác nhau. Và cứ đến mùa cá lớn thì bà con rủ nhau mần dần công, tát đìa để bắt cá rất là vui nhộn. Chúng tôi mời bà con xem hình ảnh này tại tỉnh Cà Mau, một tỉnh thành ở miền Tây vùng cực Nam của Tổ quốc, qua màn ảnh nhỏ của truyền hình Hậu Giang ngay sau đây ạ. Thủ phủ cá chình ở phường Tân Thành, thành phố Cà Mau từ mấy chục năm nay, cứ hễ sau Tết là nông dân tất bật tát đìa bắt cá. Có kinh nghiệm hơn 10 năm, anh Nguyễn Quốc Cun đang nuôi 14 ao cá cho biết, trước Tết cá chình có giá khoảng 390.000 đồng một ký, còn hiện tại do nguồn cung khan hiếm nên giá cá đã tăng 40-50.000 đồng một ký. Sau thời gian nuôi 20 tháng, cá nặng từ 2 kg-2,5 kg thì bắt đầu thu hoạch. Chỉ thu hoạch một hầm cá chình như thế này thôi thì anh Cun đã thu về hơn 150 triệu đồng. Trừ hết chi phí anh có lời khoảng 80 triệu đồng. Cái giá cá nó mà nó leo lên được cái giá này là mình mà muốn tá hầm cá là mình mừng dữ lắm. Con cá chình này là cái người nông dân với bà con nuôi là nó mười mấy năm nay nó không có rớt giá, càng ngày nó càng lên giá, nhưng mà cái giá thành nó rất ổn định. Thông thường khi tát đìa, ngoài cá chình, cá bóng tượng sẽ có một số loại cá đồng như là cá trê, cá trô hoặc cá lóc. Sau đó, cánh đàn ông bắt đầu nướng cá nhâm nhì và xì đế. Trong bữa cơm giả chiến trên mé đìa sau một ngày dài làm việc, những người nông dân cùng trò chuyện bàn bạc những dự tính trong vụ mùa sắp tới. Thưa bà con, trong sản xuất nông nghiệp, hội nhập không chỉ ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết giảm chi phí, tăng thu nhập, mà hội nhập còn là sự thay đổi tư duy, linh hoạt với những mô hình phù hợp nhất tại địa phương mình. Với nông dân ở miền Tây, hội nhập còn là sự gìn giữ những nét đẹp trong sinh hoạt sản xuất, tạo nét riêng để mà thu hút khách du lịch về tham quan, trải nghiệm thực tế. Từ đó thì tạo ra giá trị mới, nâng cao thu nhập của bà con thông qua việc là làm du lịch nghiệp. Và chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo. Tía, hồi nãy con đi xem lúa về á, con thấy đám ở nhà chú Hiếu sát nhà mình á bị vậy nè tía. Vậy là bị sao? Đó là đầu ôn cổ bông. Ban đầu nó chỉ là những cái chấm nhỏ màu đen, nó nằm ngay cổ bông dưới tay lá, rồi nó lớn dần lên, nó làm cho bông lúa bị héo. Sau này á, bông lúa bị lép trắng hoặc là lép lửng. Nếu như lúa bị bệnh này thì mất tới 70-80% năng suất nữa. Đám ruộng của chú Hiếu sát đám ruộng nhà mình luôn á, nó có bị lây lan tía? Nó có bị lây lan tía? Alo, anh Chính hả anh Chính? Dạo này bên anh có loại thuốc nào mà trị đầu ôn cổ bông hay hiệu quả mà không kháng thuốc không anh Chính? Chứ mấy cửa vừa rồi tôi xịt nhiều loại quá, tôi sợ nó bị kháng. Có chứ anh, tôi là đại lý chính hiệu mà. Đã là chính hiệu á thì chỉ bán toàn hàng hiệu thôi. Bên tôi đang có bùm gôn đặt trị đầu ôn cổ bông. Vậy là hả? Sản phẩm mới của công ty ADC. Anh mua về xịt là bao sướng luôn nha.
Ừ, có lý à. Vậy đâu à, anh giao tôi khoảng 5-10 chai gì đó tôi xịt thử coi ha. Dạ còn cái đường gà. Đây. Bé ơi, công ty ADC gửi tin nhắn mới kìa tía. Ừ. Bà con lưu ý, thời gian này đậu ôn cổ bông đang hoành hành dữ dội. Bà con cần chọn đúng thuốc để việc phòng trừ hiệu quả. Bumgon công ty ADC với công nghệ tiên tiến của Mỹ. Bumgon có khả năng phân tán đều, chuyển vị và lưu dẫn mạnh nên hạn chế mưa rửa trôi. Hãy sử dụng Bumgon 40SE, hạt no mẩy, chắc tới cậy. Bumgon, sướng ơi là sướng. Từ nay có Bumgon, sướng ơi là sướng. Tía, mai hai đứa con mình qua chú Chính lấy Bumgon về xịt liền đi tía. Công ty ADC này á là uy tín 20 năm nay rồi con. Xịt là tía yên tâm. Anh Tân. Trời ơi Tân. Cho em xin lỗi, mấy hôm nay mưa gió quá, ghe nó bị đùng. Trời ơi, lúa trễ 4 ngày rồi mà hạt no mẩy chắc tới cậy. Quyết định lần này nha, em mua cho anh cao hơn 500 đồng luôn. 500 luôn? Dạ, ok không? Biết sao lúa mùa này nó no mẩy chắc tới cậy gì không? Sao anh? Nhờ có Bumgon á. Bumgon? Ừ. Qua đi chơi đúng không? Đúng rồi. Số 1. Bumgon, sướng ơi là sướng.